Chào anh em anh. Trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con máy nổ Isaki nha anh em. Con này ba máy nha anh em. Con này là HL1400. Mã số nó là 297. Con này có cái bơm dầu thủy lực nha anh em đây nè. Nằm trước nè. Để em sâu sơ lược qua một vòng rồi cho anh em xem nha. Đó, nó còn có cái bu ly nè. Bu ly còn chưa tróc nước sơn luôn. Đó, con này là 0.694 lít. Rồi, để em test cho nó chạy nha anh em. Nhớt rồi bơm đầy đủ anh em, không có đổ hơi tí nào luôn. Rồi tắt đây. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng con Isaki mã 297 thì anh em nhớ liên hệ là số điện thoại là 0938312207 nha anh em, công ty Đức Tùng. Con này hơi hám, ok luôn. Rồi em xin cảm ơn nha.